Chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay lại tiếp tục với tựa game Tân Ba Quy Truyền Kỳ anh em nha. Và ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em một item quần hùng với lực chiến tổng là 127 triệu anh em nha. Có cái tỷ lệ phần trăm kháng khống chế khá là cao anh em ạ. Và cái dị thú ấy thì đã mở được ấy rồi anh em ơi. Đã mở được hai con cam của dị thú bạch hổ anh em ạ, nhét vô rồi. Một con tăng 4,5% kháng khống chế và một con thì sau khi hiệp đấu kết thúc, tất cả vọng tướng hỗ trợ ra trận hồi một điểm nộ khí bản thân. Đó. Hai con này thì một con bui cái khả năng kháng khống chế, một con thì cover cả hiệu ứng hồi nộ cho hỗ trợ anh em ạ. Đó. Ngoài ra thì ở thiên hạ búp thêm 16% kháng khống chế anh em nha. Và ở trong tem á, trong đội hình á Ngài không ra tay được. thì Ta có một rất sợ cái không đánh lại quyết được chí nữa. không đổi, vòng sáng kháng khống chế phe ta có kháng khống chế tăng 12%. Đó. Giúp cho gọi là giảm tỷ lệ dính choáng tê liệt trầm mặc đi anh em ạ. Thì 16 với 12 là 28, 28 với 4,5 là 32,5. 32,5 anh em ạ. 32,5% kháng khống chế. Để ta quét Đó, sạch ngoài chúng ra thì đại giáp tem nhân. mic con Trương Xuân Hoa anh em nha. Đam chính là con Lạ Đã Bố có anh em người ạ. xích thú, Đam phương carry thiên 2 kích. là con Giả Hủ anh em Xem nha. xét, Lạ Bố và Giả Hủ thì thần đại binh đều trưởng phu, 50 rồi. há có thể ở Lạ dưới Bố người khác. thì 4 món trang bị đỏ, 6 sao đỏ anh em ạ. Full option rồi, không biết sau này mai có đôn phẩm chất lên nữa không. Công là 3 triệu 2 anh em nha. Có hai cái gấm đỏ anh em ạ, đó là một cái phong vân biến sắc và một cái thế như trẻ tre anh em nha. Công đơn thể hàng ngang dọc ngẫu nhiên 3 người, hai hàng ngang hàng dọc kèm sát thương bằng 12%, 6%, 4%, 3% HP tối đa của mục tiêu anh em nha. Đó. Ngoài ra thì chơi phong vân biến sắc để hồi nộ này. Lã Linh Đã ỷ có để người xích sát thương thú, thiêu đốt tăng phương này. thiên kích, vô Đó, địch công tôn thiên hạ. toản này. Rồi thì viên thuật anh em ạ. Khá là ok. Tem này thì tất nhiên rồi, tanh thì vẫn là con Xuân Hoa có vừa hiệu ứng choáng này. Với lại con Đổng Trác anh em nha. Đổng Trác thì cũng chưa có Tĩnh gấm đấm đào quyền cũng như là chưa thiên có bất động hạ, như núi. xây Đó. đập trên gối Hai con vạn carry năm. thì một con 25 triệu Đại trưởng 6, phu, một con 23 triệu xem 4 anh xét em ạ. thời Chênh lệch chiến, thì không bao nhiêu mới cả là đâu anh em ơi. đạo lý Đó, sinh một con 3 tồn. triệu 3 công, một con 3 triệu 1. Đã có người xích thú, Đó, 3 triệu 2 chứ, xem sorry anh em, 3 triệu đại 2 trưởng công, phu, một con là 3 triệu 1 phương anh em nha. thiên ngạo, 3 triệu 199, gần quân 3 triệu lạc 2 luôn. bất tất thắng. Ok. Ngoài ra thì có điêu chuồng 4 Công sao anh em phu ạ. tỷ Điêu thiên chuồng 4 hạ. sao nha. Khá là ok, con này nó tăng hộ thuẫn, búp trị liệu các thứ. Tăng tỷ lệ kèm trạng thái thiêu đốt trúng độc đóng băng khi võ tướng gây sát thương thiêu đốt trúng độc đóng băng phe ta công hàng ngang hàng dọc ngẫu nhiên 3 người lên 20 20 và 12% anh em nha. Đó, khá là ổn rồi. Viện quân là con Tân Làm Hiến việc anh em tận nha, tụy, búp máu anh nhân em ạ. nghĩa đặt hàng Đó, tất đầu. nhiên rồi, búp máu thì tem nào cũng phải cần rồi anh em ạ. Giai đoạn này tem nào cũng phải cần rồi. Rồi, ok, công nghệ binh pháp nào. 122 điểm rồi anh em ạ. Để xem thần kỹ nào. Thần Mưa kỹ thì năm ngày qua năm vẫn như vậy tháng, thôi anh em ơi, không có gì nhiều. người đổi khác qua từng Khuyên với lại năm. giải anh em ạ. Tiếp theo là bất tử nữa thì ok hơn. Tem 2 của Ngài Idol thì không ra đang tay được, chơi thì đội để thần hình thiếp giúp. chiến lược 19 server. Cũng là đội hình quần anh em nha. Cũng là đội hình quần. Tem 3 thì thục anh em ạ. Đó, nói chung là cũng khá là ok. Tem phụ thì cũng hơn 100 triệu. Là tài phòi luôn anh em ạ. Lực chiến top 2 server anh em nha. Rồi, bây giờ đi BK xíu để xem cái khả năng của con Giả Hủ cũng như là bố anh em nha. Và một vài cái chia sẻ của mình để anh em mix tem làm sao cảm thấy nó ok, cảm thấy nó hiệu quả nhá. Nhưng mà chắc là giai đoạn sau này cơ chứ còn giờ thì tướng của anh em nó vẫn chưa ổn lắm. Thi đấu thì đánh với ngụy thì khá là khó anh em ạ. Đánh với ngụy thì full CC cơ. Ý dạ, idol 115 triệu có con ấy này. Có con quan vũ này. Watch select nha. Đã Quan có vũ thể anh em ạ, hắn quan nhận vũ chúng. 1 sao nha. Tem thục full option luôn anh em ạ. Tem thục thì kinh rồi anh em ơi. Tem thục thì kinh rồi. Viện quân thì vẫn xài con Mộ Vân Lục nha. Chưa có viện quân cam. Chưa có đôn lên anh em ạ. Rồi, ok, quan vũ 1 sao đỏ. Đam đã 2 triệu 9 rồi anh em ạ. Khét nhờ, thần binh 50 luôn. Con quan vũ này ấy, thì anh em bảo là
lên 4 sao nó mới gọi là bộc lộ sức mạnh rõ rệt nhất. Nó không biết là như thế nào. Khi kích hoạt liên kích, mục tiêu công thường biến thành hàng dọc. Sau khi phóng skill, nếu không đánh bại võ tướng thì có thể hành động tiếp mỗi hiệp một lần. 2 sao thiên phú là sát thương skill tăng 24%. 3 sao thì là công thường 18, skill 12. 4 sao thì khi kích hoạt liên kích, mục tiêu skin biến thành ngẫu nhiên hai hàng dọc phe địch căng nhờ. Đây là tuyệt vời luôn. 6 sao thì khi phóng skin công, cứ thiếu một võ tướng thì sát thương tăng 15%. Mục tiêu hàng dọc tối đa tăng 30, mục tiêu hai hàng dọc tối đa tăng 75. Thế là cái vế đầu á, cái vế đầu thì nó giống một chương lưu anh em ạ. Còn vế sau thì nó bị giới hạn cái lượng sát thương đi. Đó. Ok. Con này mình sẽ đam thử anh em nha. HP là 13 triệu thì càng ngại nhờ. Ok, mình đam thử nha. Bố trận thì vẫn như thế này thì mình cứ để nguyên nha, không có động hề gì cả anh em ạ. Để xem như thế nào nha. Chiến thử lên nào. Đây, win đây. Để xem là quan vũ nó chém thế nào anh em nha. Giáp thì búp giáp này. Hơi delay xíu anh em thông cảm nha. Hình như là game nó bị làm sao á. Dạo này cứ xài thần kỹ là nó cứ delay, có người đứng luôn á. Rồi, đam khá là to đúng không ạ? Nhờ đam lại kèm hiệu quả hất tung nữa. Rồi, liên kích. Con từ thừa nó búp búp liên kích kém quá nhờ. Rồi, dính trầm mặc luôn anh em ạ. Dính trầm mặc luôn, ủa? Rồi, là bố đam này. 13 triệu, giật thêm 3, 4, 5, ui. Giật mỗi con là gần 5 triệu anh em ạ. Bình quân mỗi con là gần 5 triệu nha. Căng nhờ. Rồi. Xuân hoa đi rồi anh em ạ. Chênh lệch vào gần 10 triệu lục chiến nên là cũng không có phản ánh được gì nhiều anh em ơi. Và quan vũ thì với cái lực tấn công là 2 triệu 9 thì không đam xuyên được cái lớp thủ của cái con Xuân Hoa luôn anh em ạ. Chứ đừng có nói là con độc trác. Rồi ok. Khá là chênh lệch. Và khi mà con quan vũ chết ấy thì để xem tem nào. Để xem nào. Rồi đi một hàng luôn. Uầy. Con Vân này cũng khiếp đấy nha. Con Vân này cũng đỉnh đó anh em ạ. Ui xỉa một phát long đảm đi nửa cây máu của con ấy luôn á. Con giả hủ luôn á. Ảo thật. Rồi xem nào. Đi luôn. Rồi giật phát đi luôn. Ui trời ơi giật phát 5 triệu 7 máu. Căng nhờ anh em nhờ. Giật phát nữa này. 4 triệu 7. Giật phát 4 triệu 7 máu. Giật phát 3 triệu 3 đốt kìa. Ảo thật. Ok. Là bố khỏe mà anh em. Là bố khỏe nhưng mà 6 sao đỏ thì con nào nhà khỏe đâu không ạ. 6 sao đỏ con nào cũng khỏe luôn á. Ok còn 3 phân lục thì làm được cái gì đâu. Mình sẽ đam thử với idol top 1 anh em nha. Để xem top 1 chơi cái tem như thế nào nào. Liêu 6 sao ui rồi ôi. Lấm... Gấm đỏ này, Quách Gia cũng 5 sao này, Tháo này, Quan Vũ 3 sao, ôi dồi ôi Quan Vũ này, Quan Vũ này chém mới khủng khiếp anh em ạ, Quan Vũ này chém mới chất lượng này, đào lắm thì kia, ok đánh thử anh em nha, ôi win này anh em ơi, để xem thế nào nha, ảo thật, win ạ, rồi choáng luôn con Tào Tháo rồi. Choáng tiếp rồi. Ok. Búp máu này. Rồi, động trác này. Ui, 34 triệu, vãi. Đam hai hàng dọc anh em ạ, 34 triệu chia cho 5 con. Kinh khủng. Nhưng mà anh em thấy là cái tỷ lệ kháng khống chế nó căng nó cao như vậy ấy thì mình thấy là cũng khá là ổn đúng không ạ? Xuân Hoa này đang bị chập mặc cho nên là không có xả được cái skill ultimate. Rồi bị choáng này. À bị tê liệt rồi anh em ơi.
Ơ chết luôn ạ. Ôi, giật phát chết luôn ạ. Gì ghê vậy trời, giật phát chết luôn. Ác vậy. Rồi, choáng luôn vào con Xuân Hoa luôn này, chơi bời gì. Rồi, xóa này. Lại choáng tiếp. Tỷ lệ cao nhỉ. Không kháng nổi luôn anh em ạ. Kháng hơn 30% không thấm vào đâu luôn á. Quá đi. Giật phát 13 triệu. Rồi xong, giật độc này. Hành động đi. Đó anh em thấy không? À, có 34% kháng thì cảm giác như là cũng khá là cao đúng không ạ? Mà kháng nó cũng khá là ok chứ nhỉ? Con Xuân Hoa đam choáng cơ bản nó là 80. Thêm vài cái vòng sáng rồi thì vài cái gấm cái các thứ nó phải lên tầm hơn 100 á. Mà đâu có được đâu. Không có choáng ở đâu. Ơ chết luôn ạ. Giật độc anh em ơi, giật độc chết luôn. Nhìn căng vậy, tem quần này khỏe vậy trời. Tem quần mic con Xuân Hoa này khỏe nhờ. Như này mà thêm mấy gấm thì ngon quá anh em ạ. Thật sự luôn. Nếu như thế này thì đến tầm như thế này rồi thì khỏi nghĩ rồi anh em ơi. Nhưng mà đánh hên xui trận này win được không hiểu kiểu gì luôn. Giật độc kinh quá. Giật độc mới đốt kinh quá anh em ạ. Chứ cái con Trương Liêu kia nó chém đến 37 triệu đam nhân à chia cho 5. Mỗi con vào 7 triệu anh em ạ. 7 triệu. Khủng khiếp. Thôi hết đam rồi anh em ơi. Còn mấy con búp thôi anh em ạ. Nếu mà bên kia mà cho con Xuân Hoa lên bên trên á. Với lại mình đi BK, mình đi đấu trường, đi tỉ thí thì mình sẽ đánh trước thì nó sẽ có lợi hơn. Đó. Nhưng mà nếu mà cho lên cho Xuân Hoa lên bên trên thì có lẽ là cũng hơi căng anh em ạ. Có lẽ là cũng không lấy được đâu. Không lại đâu anh em ơi. Thôi thế này xong rồi nha anh em nha. Bỏ qua. Tem gần như là nguyên máu luôn. Đam carry chủ lực thì vẫn là con lão bố và già hủ thôi anh em ạ. Đồng trác thì phản lại một chút. Xuân Hoa thì lượng đam của nó cũng khá là ok. Ngoài ra thì điêu thuyền cũng có một chút đam anh em ạ. Hai con support cover kịch hụt luôn. Bên kia là Trương Liêu gây đến 7.857 vạn sát thương. Vãi trưởng. Kinh khủng anh em ạ. Ngoài ra thì không còn con nào nữa cả. Quan Vũ thì có hơn 4.000 thôi. Không hiểu sao mà giật chết con Quan Vũ lúc đấy được chọn nhỉ. Ảo thật. Ok. Đi Long Hổ anh em nha. Long Hổ thì đang hiệu úy 1 anh em ạ. Rồi, như ghép trận anh em nha. Long Hổ được gặp 118 đây. 127 với 118 anh em ạ. Chênh lệch thì cũng là tầm độ 9 triệu lực chiến. Sấp xỉ 9 triệu lực chiến. Mình cứ để nguyên như vậy đi, để xem thế nào nha. Bên kia thì gấm cũng có một đào. Khá là ok, có cả tiểu kiều kìa anh em. Có cả tiểu kiều luôn ạ. Rồi. Búp này, choáng này choáng hai con. Mình cũng bị phản choáng lại luôn. À, thật. Rồi. Choáng ngay con tổng trác. Biêu thuyền thì không choáng. Ảo thật. Ok, ôi không độc hả? Có 3 con độc thôi ạ. Tiểu kiều là ăn một nộ là nửa cây. Giật này. Giật. Giật. Không chết à? Không chết ai thì xong rồi. Xóa cho 2 con anh em ạ. Xóa cho 2 con. Rồi ăn ngay trầm mặc. Ảo thật. Rồi hồi máu lên khá là nhiều. Hiến Anh búp này. Trương Giác xả này. Xả tiếp này. Rồi ok. Ôi dồi ôi, đam đúng 2 con carry. Sao đam canh chuẩn thế nhở. Rồi xóa này. Ok. Bên kia tất nhiên là cũng xóa thôi. Nó lại choáng tiếp. Xóa xong choáng anh em ạ. Nhưng mình thấy là tỷ lệ kháng cao cao lên tầm hơn 30. Thế thì mình thấy là tỷ lệ ăn choáng cũng khá là thấp. Ôi dồi ôi, 2, 4, 5 con dính cả độc cả đốt anh em ạ. Rồi xả này. Rồi 14 triệu. 14 triệu anh em ạ. Căng á.
dính cho đốt cả ba con. Ảo thật. Ôi, dính trầm mặc luôn ạ. À. Hiệu ứng nhiều thế trời. Chết luôn. Ok, hồi sinh lại. Có hồi sinh không? Ủa, không hồi sinh à? Lực chiến tranh 9 triệu anh em ạ. Nhưng bên kia thì vẫn chơi lại linh ỉ để cover cái đốt cho con lạ bố. Không chơi đồng trác. Chơi tiểu kiều để cover xóa hiệu ứng các thứ. Đang là 10 triệu tư. Lại phát nữa này. Cái này là cái nội tại của cái thần binh thì phải. Chết trương giác rồi. Xóa. Ok. Không choáng được luôn. Chết Tân Hiến Anh rồi, xong rồi. Đẩy nộ sao nộ ra. Ủa. Chết luôn, chết luôn. Dứt. Ôi xổi ôi, nó lại búp máu lên. Lại bố 10 nộ, xả đi. Lại trầm mặc, vãi. Gì vậy trời. Gì mà trầm mặc quay vậy. Tê liệt trầm mặc quay luôn anh em ạ. Ảo thật. Con lạ bố bên kia thì auto đam vào hai con đam chính luôn. Auto đam vào lạ bố, auto đam vào con giả hủ luôn anh em ạ. Không choáng luôn ạ. Ôi trời ơi, xong rồi. Rồi giật chết anh em ạ. Vãi trưởng thật sự anh em ạ. Cứ đầu mấy con carry hạng nặng nó CC anh em ạ, nó đam thôi. Trong khi đó lạ bố bên mình thì nổ được đúng một tơn đầu, còn sau là bị trầm mặc quay luôn. Cái chạm vẫn là trầm mặc, chạm vẫn là trầm mặc. Tài thật sự luôn. Chính ngoài luôn, cứ đầu mấy con carry nó đam thôi anh em ạ, dã thôi. Rồi, idol này thì 98 triệu. Chênh lệch quá anh em nhỉ. Tiên thục cũng khá là ngon đây, nhưng mà chênh lệch nhiều quá. Vân thì có kinh lôi, có thế như trẻ tre phải không ta? Với lại cái gì kia? Cái ấn gì mà giết địch thì nhận thêm 50% nộ á. Này thì chắc là đánh thì chắc là nhanh rồi anh em ạ. Cũng không biết được, nhiều khi Vân với lại Hoàng Trung nó cover tốt thì nó đam thì nhất người luôn. Choáng hai con, lệch con ở giữa, ảo thật. Rồi, xỉa tơn đầu tiên bạo kích lên 26 triệu. Mấy con support là ngấp ngoại luôn anh em ạ. Rồi, liên kích tiếp này. Không phản được cái choáng nào. Nó đam thế này có phải ok không nào? Game trước đam thế này có phải ok không? Game trước thì đam mà toàn vào mấy con tào lao mới đao đâu không á. Rồi, ok. Xong rồi anh em ơi. Một con đam, một con búp đi rồi. Rồi, ăn ngay phản choáng anh em ạ. Rồi, xóa luôn. Rồi lại choáng tiếp. Khi mà thục mà mất thì con búp liên kích xong thì nó yếu lắm anh em ạ. Thực sự luôn nó yếu lắm. Đó anh em thấy không? Tỷ lệ kháng cũng khá là cao nha. Ôi dồi, rồi xong luôn anh em ơi. Giật phát chết luôn này. Rồi xong, ôi trầm mặc, ngon. Dính trầm mặc luôn anh em ạ. Rồi ok, mình bỏ qua nha. Ok anh em ơi, sơ sơ một chút như vậy. Nói chung là tem nào cũng mạnh anh em ạ. Thực ra thì tem nào cũng thế thôi. Cũng đều có một cái lợi thế của riêng cá nhân của cái nước đấy. Đó, anh em nếu mà một là anh em khoáy sâu vô cái lợi thế, cái điểm mạnh của cái nước đấy, để anh em bui cái ưu thế đấy nó vượt trội lên. Đó, thì nó sẽ ok. Còn không thì anh em có thể mix thêm một vài cái vị tướng nước khác vô để phụ đam hoặc là để cover hiệu ứng hay gì gì đấy. Giống như là nãy có ông thì mix cái con tiểu kiều vô để xóa hiệu ứng, búp máu các thứ, búp vòng sáng các thứ. Hay là anh em có thể mix con đam vô, chơi viện quân từ thứ, mix Hoàng Trung, mix Triệu Vân vô cũng được anh em ạ. Đó, miễn sao anh em cảm thấy nó ok được rồi anh em nha. Game này thì nó cũng là một cái dạng game mà anh em có thể mix toàn năng được. Tại vì duyên nó không có quá phụ thuộc vào một nước nào cả anh em ạ. Đó, duyên nó có đầy đủ các tướng của các nước luôn. Cho nên là anh em cứ thoải mái bui tem cũng như là bui công nghệ anh em nha.
Còn BBK thắng thua ở game này thì nó cũng liên quan đến khá là nhiều yếu tố, như là dính hiệu ứng các kiểu này. Giống như game đầu tiên nãy mình đánh ở Long Hổ ấy, nó cứ CC vào những cái vị trí carry của anh em ấy, không xả đam được thì anh em mình sẽ thua thôi. Đó, anh em có thể tận dụng những cái chất tướng của các nước khác, anh em có thể bui vô đội hình để cho nó tối ưu nhất anh em nha. Ok, sơ sơ một chút như vậy anh em ơi. Một clip của Quần Hùng cũng khá là ok. Đánh thì cũng có thắng có thua anh em ạ, không hẳn là bá đạo nhất nhưng mà nó cũng gọi là không phải là thọt lắm, không phải là yếu lắm, anh em cứ tự tin lên. Ý kiến của mình ấy thì lúc sáng mình cũng đã đăng một bài ở trên Facebook rồi, là anh em có thể mix liên kích của thục anh em ạ, để nó dọn, nhất là con Hoàng Trung ở thời điểm này anh em có thể mix anh em nha, nó sẽ cover khả năng dứt điểm mục tiêu cho anh em nha. Đó, nhất là thần binh 50 các thứ. Còn cấm thì anh em có thể chơi kinh lôi, chơi hứa chử đau sát thương, chơi Khương Duy, chơi Hoàng Cái. Ngoài ra thì anh em có thể chơi thêm thế như trẻ tre để tăng sát thương đơn phải không ta? Đó, nếu mà ai mà có điều kiện Là thì tôi chơi như thấy vậy. cũng được. Thế như trẻ tre anh em ạ, Đó, sẽ cover cho anh em cái hiệu quả dứt điểm anh em ạ. Tại vì đem quần này anh em thấy là đam giật gần như là không, kiểu như không kết thúc được ấy. Thế được hồi máu lên nó sẽ nhây 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 thêm tí nữa. Và khi mà mấy con trợ thủ của mình bị CC thì coi như xong anh em ạ. Đó, ok, sơ sơ một chút như vậy anh em ơi. Anh em đi qua cảm thấy ok, cảm thấy thú vị thì anh em cho mình xin một like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào anh em, hẹn anh em ở những clip tiếp theo anh em ơi. Bye bye anh em.